Xin chào tất cả mọi người, quay trở lại kênh Kỷ Niệm Vô Giá. Chúc mừng bản thân để sở hữu nó thành công nha. Đây một review heo hai lát nha. Đó, đây là ngày sản xuất hàng sử dụng nha. Ngày một hộp này là 22.000 nha. Đó. Heo hai lát thì mọi người biết rồi, nó sẽ có hai lát thịt heo. Đó, nhìn như hai con giò ấy. Đó, bắt bếp nó nóng nha. Đó. Khối lượng hỗn hợp là 140g. Hai miếng này không là 77g nha. Được làm từ thịt heo này, nước này, mỡ heo này, gia vị, muối tinh khiết này, đường kính trắng này, hành tỏi, hương tiêu này, phụ gia chất làm dày, chất nhũ hóa nha. Đó, mở nắp ăn liền hoặc chế biến thành món khác này. Không sử dụng sản phẩm hết hạn này, không có khả năng nhiễm hoặc mặn kém thành phần nha. Đó, rất ok hình này, nhìn đẹp không? Ừ, hộp này rất đơn giản, chị mở ra đợi nước nóng cái này có một gia vị để ăn. Nhiều khi thấy mọi người đi làm về loanh quanh không biết làm gì, không biết nấu nướng gì thì đi mua mấy đồ hộp này về ăn nó cũng đỡ mất công, mà về phải suy nghĩ ăn món gì rồi nấu nướng nó cũng vất vả hơn bình thường nha. Đó, mua về là dùng sẵn thôi, ngày cuối năm này ăn một bữa này nó cũng xong thôi. Nhưng mà mỗi đồ hộp này đôi khi cái mua hương vị nó cũng ngon nha, nhiều loại ăn rất là ok đó. Đó, bắt đầu sôi đấy. Đó, chỉ hết ươm tầm đó, ví dụ như khoảng tầm 3 phút như phải có mì tôm thôi, nhưng mà đã có được đồ ăn nha. Nước này trong vắt à. Mọi người thử miếng nước nha. Cái nước ăn vào nó mặn mặn này, thơm thơm nha. Thử miếng thịt heo hai lát à mọi người nha. Nhìn làm như con giò á, ăn vô á truyền hương vị giống kiểu của xúc xích nha. Ăn y hệt kiểu mùi xúc xích và nó kiểu như hương vị của pate một xíu, đậm vị vừa ăn, để nguyên vài là ăn được luôn nha. Đó, chỉ cần đơn giản thôi, mình ăn rất ok nha, vừa ngon vừa được nhiều nữa, làm hai khoanh là hết bữa cơm, mình chỉ đơn giản thôi, ăn rất là ngon mà hấp dẫn, giá cũng rẻ nha, tính ra 11.000 miếng. Có 10.000 đi, 2.000 tiền nước nữa. Cảm ơn mọi người xem hết video mình nha. Mọi người nhớ like, đăng ký, ủng hộ mình. Xin chào mọi người trong video tiếp theo nha.